Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu về cách chơi tỉa cành quất sau Tết. Đây là cái bình này là bình quất sau Tết này. Là mình cắt cắt đi để Tết sang năm tới là mình chơi này. Cái quất này là mình sau Tết là mình phải cắt hết cái quả này đi nhé. Cắt hết cái quả cái lá đi, những cái cành con là mình cắt đi. Cắt đi để cho nó nảy lọc. Những cái tay cái tán hết là mình cắt bỏ nó đi. Cắt càng sạch thì nó nay mai nó ra cái những cái đợt lộc tới hoặc là đợt cái đợt mùng hoa tới ấy, là nó sẽ khỏe. Thì mình cắt như thế này nhưng mà nửa tháng sau là nó nhú lộc đến đâu là nó sẽ ra hoa tới đó. Thì mình nếu mà mình xác định để chơi Tết ấy, thì cái đợt lộc này thì mình bỏ đi. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết thì mình cũng cũng cắt mấy cây để cắt dần để đợt tới mình Tết tới mình bán ấy. Đây là những cây quất mà bị ế là mình không bán được vì năm nay là dịch bệnh Covid. Năm nay là năm 2021 nên là nó có dịch bệnh nhé, thì là mình không không bán hết được. Thì mình tranh thủ mình có thể cắt để chờ cơ hội đến Tết sau. Thì như mình ấy là mình bán vào dịp Tết cuối năm ấy là mình để cái lứa lộc cuối tháng 5 sang đầu tháng 6 là mình phải để cái lứa lộc đấy, thì đến Tết nó vừa tầm, chứ nếu mà để sớm quá từ tháng 4 là nó cũng sẽ nó sớm quá là sẽ vượt trước Tết. Thì những cây như thế này thì mình không phải tạo tán nữa, mà không phải tạo tán nữa, mà mình cứ thế này là mình sẵn là mình cắt luôn. Mình cắt như thế này xong rồi là mình chưa phải bón phân gì đâu, cứ tưới nước, gọi là tưới cho một tí nước thôi, đủ độ ẩm thôi, chứ không nên tưới nhiều quá. Tưới nhiều quá là nó sẽ hỏng bộ rễ, nên là mình không tưới nhiều. Cái quất này là nó không không ưa ẩm nhiều nên là mình cũng không không nên tưới nhiều quá làm gì cả. Mình cũng phải vặt bớt cái lá này đi á, phải để nay mai mà nó lên cái lá nhiều ấy là mình lúc đợt tới này nó ra hoa ấy là mình phải phải vặt bớt cái lá đi, vặt hết hoa đi để cho nó nuôi cái mầm hoa sau với lại cái ngọn, thì mình vặt hết đi thì cho nó phục hồi cây nhanh.
Xong rồi khoảng một tháng sau thì mình tưới thuốc kích rễ. Tưới thuốc kích rễ vào để cho nó kích rễ nó khỏe. Những cái cành nhỏ nhỏ trong này là mình cũng cắt tương đối là sạch, cắt hết luôn, không để làm gì cả. Những cành nào mà chín nhất thì mình để lại. Đấy, đây là cây quất mà mình vừa em cắt cắt xong. Đấy, cây quất này là mình sẽ chơi đến đến đợt tháng mình đang rong cho nó lên, là đến tháng tháng 6 là mình bắt hoa này, cuối tháng 5 sang đầu tháng 6 là mình bắt hoa này, để bán vào Tết này. Mình nên cắt làm hai lần. Lần đầu là mình tỉa sơ qua, còn lần thứ hai là mình tỉa lại những cành nào mà không ưng ý là mình sẽ tỉa lại. Đấy, cây quất của mình bây giờ là đã xong rồi.
chào tất cả mọi người nhé.